Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa thầy, thầy có thể nào nói thêm cho chúng con và quý vị khán thính giả được biết ngũ giới có nghĩa là gì vậy thầy? Thưa cô Nhật Linh, ngũ giới đó có nghĩa là năm điều răn cấm, tức là năm cái giới cấm mà Đức Phật đã chế định. Dạ. Cái giới đầu tiên là không sát hại. Dạ. Không sát hại chúng sinh. Dạ. Như khi nãy chúng tôi đã trình bày đó, chẳng những mình không được sát hại những cái loài vật khác. Dạ. Và người khác. Dạ. Mà bản thân của mình cũng không có quyền hủy hoại cái sự sống. Có nhiều người không hiểu đạo cho nên tự tử, và tự tử là cái cách mà mình đã đưa cuộc đời của mình xuống địa ngục, xuống những cái cảnh giới rất là đau khổ. Bởi vì không phải chết là kết thúc mọi sự, mà chết chỉ là một cái sự bắt đầu cho một cái đời sống kế tiếp. Đời sống đó hạnh phúc hay khổ đau thì Đức Phật dạy nó hoàn toàn tùy thuộc vào những cái nghiệp mà mình đã làm. Cho nên cái giới đầu tiên là phải không được sát hại sinh mạng. Chẳng những không sát hại mà còn phải phóng sanh, còn phải tạo cái điều kiện để mình nuôi dưỡng sự sống. Cái giới thứ hai là không được trộm cắp. Trộm cắp nó mang nhiều cái ý nghĩa. Chỉ một cái tư tưởng giống như mình thấy một cái đố hoa mà mình có cái tâm muốn chiếm đoạt, thì ngay tức khắc mình đã rơi vào cái tình trạng phạm cái giới trộm cắp rồi. Ví dụ như mình có tiền mà bị ai ăn cắp, mình đau khổ không? Tất nhiên mình rất là đau khổ. Cho nên cái tài sản của mình được tạo dựng bởi mồ hôi nước mắt, mà có một cái người ác họ đến, họ ăn cắp, họ ăn trộm, thì tất nhiên là sẽ tạo cho chúng ta có những cái khổ đau bất tận. Cho nên vì cái lòng từ bi mà chúng ta không chỉ không có ăn trộm ăn cắp, mà chúng ta còn bố thí, chúng ta còn giúp đỡ cho những cái người cần giúp đỡ. Cái giới thứ tư là không có được tà dâm. Ví dụ như vợ chồng với nhau thì không sao, nhưng mà nếu mà mình có một cái đời sống lan trà vân vân thì cái đó Đức Phật dạy là cần phải bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của tha nhân. Mà có như vậy thì cái xã hội này mới có hòa bình, mới có an lạc. Cái giới thứ tư đó là không được nói dối. Mình không được nói dối, nói sai sự thật đã đành, nhưng mà mình không được nói lưỡi hai chiều, mình không được nói những cái lời độc ác như là mắng nhiếc, và mình tuyệt đối không nói những cái lời nịnh nọt, nghĩa là cho người ta uống nước đường để rồi người ta bị vấp ngã vân vân. Cái đó nó cũng thuộc về cái giới thứ tư. Cái giới thứ năm là không được uống rượu và sử dụng những cái chất ma túy. Uống rượu say sưa ở cái thời đại Đức Phật, cô thấy không? Không có xe cộ nhiều, và cái tình trạng mà gây tai nạn bởi xe cộ nó cũng không giống như là cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà Đức Phật đã đi trước thời đại cả trên 2.500 năm. Ngài thấy rằng cái sự uống rượu say sưa như vậy chẳng những nó tàn hại cái sức khỏe, mà nó còn cướp đi cái trí tuệ của chúng ta, và nó gây ra không biết bao nhiêu cái hiểm họa đối với xã hội. Cho nên Ngài cấm chúng ta là không được sử dụng những cái chất mà nó làm cho đầu óc của chúng ta bị mê si, bị vấp phải những cái tội lỗi, chẳng những đối với bản thân mình mà còn đối với thế giới nhân loại nữa. Dạ thưa thầy, đó là về cái lợi ích của ngũ giới, là về cái phương diện hiện tại làm cho xã hội thì được là mọi người sống hài hòa với nhau, vui vẻ với nhau. Theo lời Đức Phật dạy xa hơn nữa thì một người giữ năm giới về phương diện tâm linh có lợi ích gì, kính bạch thầy? Về cái phương diện tâm linh đó thì cái người mà giữ tròn năm giới thì cái người đó sống một cái đời sống với tất cả cái nhân cách của một con người. Chữ người mà chúng tôi dùng ở đây là một con người đúng nghĩa, và đây là một trong cái bước thang rất là căn bản mà đạo Phật gọi là nhân thừa. Từ nhân thừa mà chúng ta đi đến thiên thừa, đi đến những cái thừa khác, đây là một cái bước đầu nhưng mà cũng là một cái điểm cuối. Bởi vì nếu không có cái step, không có cái bước đầu thì chắc chắn là chúng ta không có những cái bước kế tiếp. Về cái mặt tâm linh đó, khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta thọ trì năm giới một cách đúng nghĩa, thì sau khi mà chúng ta trút bỏ cái hơi thở cuối cùng này, nói một cách dễ hiểu là chúng ta chết,
Chết thì ai cũng sợ, nhưng mà thật ra giống như mình thay đổi chiếc áo, mình thay đổi cái nhà thì không có gì mà đáng sợ cả, bởi vì mình không hiểu được cái bản chất của cái chết, của sự sống. Cho nên đối với cái gì mà mình nghĩ là nó ghê gớm lắm, nó tạo cho mình một cái ảo giác sợ hãi vân vân, thành thử ra sau khi mà mình chết rồi, nhờ mình giữ tròn năm giới cho nên mình sẽ đầu thai lại làm người. Mà đầu thai là làm người, trên thế gian này nó cũng có rất nhiều loại người. Người thì da vàng, người da đen, người da đỏ, người da trắng, người thì rất đẹp, người rất xấu, người thì nghèo, người thì mới sinh ra là đã trở thành triệu phú rồi. Tất cả những cái đó là hoàn toàn tùy thuộc vào những cái hành nghiệp mà chúng ta tạo tác. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta cố gắng giữ giới, chúng ta cố gắng tạo những cái nghiệp lành và tránh xa những cái nghiệp dữ. Dạ, và cái lợi ích đó thì thầy mới vừa giảng qua là về phương diện tâm linh, mà trở lại cái phần hiện tại thì chẳng những là giúp cho xã hội được tốt, mà cái bản thân của con người cũng được cái sự lợi ích, như là được có cái đạo đức, được mọi người thương mến và kính nể. Có phải vậy không thầy? Khi cái đó là rất quan trọng, bởi vì khi mà con người sống đúng nghĩa của một con người đó, tức là có đủ cái nhân cách, cái tư cách khả kính khả ái, thì tất nhiên những điều mà mình nói nó sẽ được người ta lắng nghe, người ta kính trọng, cái uy tín của mình nó sẽ ngày một tỏa rộng. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dù cho những cái mùi hương của gỗ chiêng đàn, của bất cứ một cái kỳ hoa dị thảo nào cũng không có khả năng bay ngược gió, nhưng mà duy nhất chỉ có mùi hương của đức hạnh mới có khả năng bay ngược gió. Mà cái người mà sống với tất cả cái giới luật của mình thì người đó là cái người mà sẽ tỏa ra một cái mùi hương đức hạnh khắp cả muôn phương, chứ không phải là chỉ có một cái phương xứ nhỏ hẹp nào. Dạ, và khi mà mình nghe như vậy thầy, thì nghe về giảng về giới như vậy đó, và thì đó là thì mình nghe thôi, nhưng mà để cho mình thực hành đó, được thấy mà hữu hiệu hơn trong đời sống của mình, thì cũng phải là con thấy, theo con thấy thôi thầy, là phải về chùa thường xuyên tụng kinh để nghe giảng và hành trì đồ sám hối đồ như vậy, phải không thầy? Đúng vậy. Người đời họ có câu rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ hiểu, nói là ăn cơm thì có canh, tu hành có bạn. Nếu mà mình ở nhà thì suốt ngày mình dán mắt ở trên những cái cuộc báo, trên những cái sách vở, nhưng mà đến chùa thì mình gặp gỡ những cái người bạn đạo, mình sẽ được nhắc nhở, mình sẽ được họ khuyến khích, nhất là gặp chư tăng vân vân, thì tự nhiên cái đời sống của mình nó sẽ hướng thượng, đời sống của mình nó sẽ có nhiều cái ưu điểm, tức là cái tâm hồn của mình nó sẽ mở rộng như là một cái đại dương mênh mông, chứ không phải là một cái vũng lầy, không phải là một cái vùng nước nhỏ hẹp. Nó mở rộng đến cái mức độ mà nó bao trùm cả cái vùng thái hư. Cho nên trong kinh gọi là tâm dược thái hư lưỡng châu xa dân, là cái ý như vậy. Dạ, chỉ là ngày hôm nay mà trong cái thời lượng rất là ngắn ngủi mà mình chỉ mới nói về phần chánh kiến thôi, phải không Nhật Linh? Dạ, đúng. Mà đã là như vậy rồi, mà giống như là không đủ thời lượng để nói, thì bát chánh đạo thì gồm có 8 phần, kính bạch thầy, mà mới chánh kiến thôi, mà nghe nói thì con còn muốn nghe nữa. Và kế tiếp theo con nghĩ là có phải là chánh tư duy không thưa thầy? Và thầy có thể nói thêm chút đỉnh về chánh tư duy không thầy? Và còn thì không đủ giờ thì tuần sau mình nói. Chánh tư duy nó rất là quan trọng, bởi vì trong đầu của mình mà mình hiểu cái gì, mình nghĩ cái gì đó, thì cái cách mà mình phát biểu nó sẽ phản ánh một cách trung thực về cái suy nghĩ, cái hiểu biết của chúng ta. Ví dụ như suốt ngày mà chúng tôi chỉ nói về cái giải bóng đá thế giới của năm 2010, thì chúng tôi gặp ai chúng tôi nói ô cái đội banh của Hoa Kỳ rất là hay, hay là cái đội banh của Tây Ban Nha rất là xuất sắc, bởi vì mình cứ suy nghĩ cái đội bóng, hay là đội bóng rổ của Laker vân vân, mình nghĩ cái gì thì mình sẽ có cái cách thể hiện như thế đó. Thành thử ra nếu mà mình suy nghĩ một cách chân chính, suy nghĩ về mọi cái góc cạnh của đời sống một cách đúng đắn, đúng với cái điều mà Đức Phật gọi là chánh kiến, thì
nó sẽ mang lại con thấy sự lạc là... rất là lớn lại. Dạ, cái đó chắc có bộ là mình để tuần sau mình nói tiếp kính bạch thầy, và thời lượng thì đã có hạn. Và kính thưa quý vị, Đức Phật thường có dạy là thân này khó được và Phật pháp khó nghe. Nay chúng ta đã được để đền đáp công ơn của chư Phật thì chùa Diệu Pháp cũng có chương trình tu học đa dạng và phong phú lắm. Từ thứ hai đến thứ năm thì chùa có phần tụng kinh là Tăng Nhất A Hàm, và sau đó thì cũng có giảng kinh và quý Phật tử cũng đặt câu hỏi đến bạch chư tôn đức. Và thứ sáu thì có phần tụng kinh Pháp Hoa, kinh hành trọ thiền. Thứ bảy thì lớp thiền quán. Chủ nhật thì buổi sáng lúc 10 giờ thì khóa lễ gia đình Phật tử. 10 giờ rưỡi là các lớp Phật pháp Việt ngữ và gia đình Phật tử. 11 giờ là phần thuyết pháp. 11 giờ 45 là tụng kinh cầu an cầu siêu. 12 giờ 10 là tiếng linh, và 1 giờ là phần thọ trai. Và ngoài ra thì chùa cũng có khóa lễ sám hối vào ngày 14 và ngày 30 âm lịch, và khóa thọ bát quan trai thì là tuần thứ bảy thứ hai của mỗi tháng. Mỗi cuối tháng thứ bảy là ngày tu tịnh nghiệp, và chủ nhật của mỗi đầu tháng là lễ tụng giới, và chủ nhật tuần thứ ba của mỗi tháng là lễ bố tát cho chúng Bồ Tát giới tại gia. Và để biết rõ thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về số điện thoại 626-614-0566, 626-614-0566. Xin thầy có đôi lời nhắn gửi đến quý khán thính giả đài truyền hình SCC. Trước hết là xin cảm ơn cô Nhật Linh và anh Nhật Tường đã tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì thưa quý vị, Đức Phật dạy đời sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi đến 100 tuổi hay là trên 100 tuổi. Với cái đời sống ngắn ngủi và hết sức giá trị đó, thì xin mỗi một chúng ta phát tâm quy y tam bảo. Bởi vì trong kinh Hiệu Vô Lượng Công Đức, Đức Phật khẳng định cái công đức quy y là cái công đức lớn nhất trong tất cả mọi công đức. Và Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, tức là chỉ trong một niệm quy y thì có khả năng diệt được cái nghiệp chướng trong vô lượng kiếp. Cho nên chúng tôi rất mong quý vị phát tâm quy y tam bảo để giúp cho đời sống của mình được tốt đẹp hơn, và đồng thời mình giúp cho thế giới nhân loại này sống trong một cái thế giới thật sự hạnh phúc, chứ không phải là dấy đầy những cái khổ đau bất ổn như là chúng ta đang chứng kiến. Yeah, cảm ơn Thượng Tọa. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ đề tâm kiên cố. Nhật Linh có đại lời cảm ơn quý khán thính giả không? Dạ, con xin cảm ơn thầy. Vì thời gian có giới hạn, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm để nắm vững chân lý do Đức Phật khai thi, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp ở số điện thoại 714-890-9513, 714-890-9513, hoặc 626-614-0566, 626-614-0566. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần sau. Cầu nguyện Đức Phật gia hộ quý vị phước huệ trang nghiêm, tín tâm kiên cố.